Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The new 2021 Sienna with hybrid power has an incredible 648-mile driving range. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi, 714-889-0777. Tại McDonald's, chọn hai bánh giữa McChicken, McDouble hay Hot and Spicy McChicken chỉ có $3.50. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn truyền hình Little Saigon TV theo dõi phần tin tổng hợp trong ngày hôm nay cùng với VN và Đỗ Tấn Khoa. Sau đây là các bản tin Hoa Kỳ. Ohio phân chia khu vực dịch vụ y tế vì các bệnh viện không còn đủ giường. Tăng gần 300% số ca nhiễm COVID-19 trong dịp lễ lao động. Tổng thống Joe Biden giới thiệu kế hoạch kéo giảm số ca nhiễm COVID-19 biến thể Delta. Và sau đây là các bản tin chi tiết mở đầu với VN. Xin cảm ơn anh Khoa. Kính thưa quý vị, lần đầu tiên trong lịch sử của tiểu bang, giới chức thẩm quyền của Idaho hôm nay đã phân chia ra khu vực dịch vụ y tế thực hiện ở một số bệnh viện đang quá tải vì số bệnh nhân COVID-19 tăng vọt. Theo WashingtonPost.com, thì thực tế trên cho thấy hệ thống y tế các tiểu bang có số ca nhiễm COVID-19 đang tăng vọt, đứng trên bờ vực của sự sụp đổ. Giới chức y tế của tiểu bang Idaho đã thừa nhận 10 bệnh viện của tiểu bang đang bị thiếu điều dưỡng trầm trọng và không còn giường trống, buộc số người điều trị phải nằm ở hành lang hoặc là trong phòng hội nghị đã được sửa chữa thành nơi tiếp nhận bệnh nhân, mặc dù máy móc và thiết bị y tế không sẵn sàng. Theo Bộ trưởng Y tế Dale Jefferson, thì đây là quyết định bất khả kháng vì tiểu bang không còn sự lựa chọn nào khác trong khi số ca nhiễm COVID-19 tăng cao. Idaho là một trong những tiểu bang có tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 thấp nhất của Hoa Kỳ, chưa đến 40% dân số được tiêm vaccine COVID-19 đủ 2 liều. Và tài liệu thống kê của trường đại học Johns Hopkins cho thấy số ca nhiễm COVID-19 trung bình hàng tuần ở Hoa Kỳ trong dịp lễ lao động năm nay tăng 300% so với cùng thời điểm năm rồi. Số người chết trung bình tăng 86%. Giới chức y tế Hoa Kỳ đã lặp đi lặp lại lời khuyến cáo người chưa tiêm vaccine COVID-19 là nên ở nhà trong giai đoạn nghỉ lễ lao động vì mà số ca nhiễm COVID-19 biến thể Delta tiếp tục tăng cao, như là ngày hôm qua gần 74.000 ca nhiễm COVID-19 được ghi nhận ở Hoa Kỳ. Số liệu của trường đại học Johns Hopkins cũng cho thấy số ca nhiễm trung bình hàng tuần tăng cao từ cuối tháng 6 cho đến nay. Bác sĩ Roger Walensky là giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC nói rằng chỉ có người đã tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ và tuân thủ việc đeo khẩu trang mới nên đi du lịch, nhưng mà dù sao thì ở nhà vẫn tốt hơn. Và theo CBS News, hơn 3.5 triệu công dân Hoa Kỳ đi du lịch trong dịp lễ lao động năm nay. Và theo CDC, thì số ca nhiễm COVID-19 tiếp tục tăng ở Hoa Kỳ và số người chết tăng hơn 130% kể từ tháng Giêng của năm nay, thưa quý vị. Và thưa quý vị, tin cho hay Tổng thống Joe Biden ngày mai sẽ trình bày chiến lược 6 mũi nhọn để ngăn chặn sự lan tràn COVID-19 biến thể Delta và thúc đẩy chiến dịch tiêm vaccine COVID-19. Hoa Kỳ đang là quốc gia dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm và số người chết vì đại dịch, đang vất vả ngăn chặn số ca nhiễm và nỗ lực thuyết phục công dân thay đổi lập trường chống lại việc tiêm phòng. Số ca nhiễm tăng vọt đã làm cho nhiều bậc phụ huynh, học sinh lo lắng về sự an toàn của con em khi quay trở lại trường học và làm xáo trộn hoạt động của giới đầu tư và việc mở lại văn phòng làm việc của các công ty. Tổng thống Joe Biden đã đề cập đến chiến lược 6 mũi nhọn sẽ được thực hiện tại các khu vực công và tư để kiểm soát đại dịch. Nhưng Tòa Bạch Ốc sau đó đã xác nhận rằng chính phủ liên bang không thể bắt buộc công dân phải tiêm vaccine COVID-19 rộng rãi. Hôm nay, Hoa Kỳ ghi nhận số người chết lên tới 650.000 và 40 triệu ca nhiễm tính đến nay. Số ca nhập viện tăng vọt tại 7 tiểu bang đó là Alaska, Georgia, Hawaii, Idaho, Kentucky, Tennessee và Washington. FDA sẽ họp ngày 17 tháng 9 để quyết định sẽ tiêm liều vaccine COVID-19 thứ 3 cho công chúng là hay không. Trước đó chỉ ưu tiên cho người có hệ miễn dịch yếu kém. Theo CDC, thì gần 70% dân số Hoa Kỳ đã được tiêm ít nhất là một liều vaccine và 62% dân số đã được tiêm đủ 2 liều vaccine.
Và kể từ khi được tìm thấy ở Colombia vào hồi tháng Giêng, COVID-19 biến thể đã lây qua, biến thể gọi là MU đã lây nhiễm đến 40 quốc gia và Hawaii và Alaska của Hoa Kỳ. Cho đến nay thì COVID-19 biến thể này đã được tìm thấy ở 49 tiểu bang ngoại trừ Nebraska. Một số viên chức y tế cho rằng MU lây truyền nhanh hơn là Delta và vô hiệu hóa vaccine COVID-19. Tiểu bang California đã ghi nhận gần 400 số ca nhiễm COVID-19 biến thể MU, trong đó có gần một nửa được tìm thấy ở quận Los Angeles. Và theo bác sĩ Barbara Ferrer, thì giám đốc Sở Y tế Los Angeles, vì thì nguy cơ lan tràn COVID-19 biến thể MU làm cho việc tiêm vaccine COVID-19 trở nên quan trọng trong việc cắt đứt hệ thống lây truyền, hạn chế số ca nhiễm để ngăn ngừa nguy cơ cho phép COVID-19 trở thành biến thể nguy hiểm hơn. Vào cuối tháng qua, Tổ chức Y tế Thế giới gọi MU là COVID-19 biến thể làm gia tăng số ca nhiễm cao hiện nay. Còn theo bác sĩ Fauci, thì giới chức y tế Hoa Kỳ đang theo dõi hoạt động của COVID-19 biến thể MU, mặc dù MU chưa chiếm ưu thế tại Hoa Kỳ. Vẫn trong khi đó, thì thống đốc của đảng Cộng hòa Texas, ông Greg Abbott, hôm nay đã ký ban hành luật hạn chế quyền đầu phiếu, đặt rào cản việc bỏ phiếu qua thư và trao quyền cho đại diện các đảng phái theo dõi kết quả bầu cử. Đạo luật trên đã đưa tiểu bang Texas vào danh sách nằm trong sự kiểm soát của đảng Cộng hòa cùng với Florida và Georgia, muốn hạn chế việc mở rộng quyền đầu phiếu mà họ cho là dễ gian lận. Chính sách thay đổi quyền đầu phiếu tại Texas cho thấy đảng Cộng hòa đã tìm cách nắm lại quyền lực ở tiểu bang đang có đông người da màu theo khuynh hướng ủng hộ đảng Dân Chủ. Người phản đối cho rằng các điều khoản của đạo luật hạn chế quyền tiếp cận phòng phiếu của các cử tri da màu và khuyết tật. Đạo luật mới nhắm vào quận Harris của Houston, năm rồi đã cho phép cử tri bỏ phiếu sớm 24 tiếng đồng hồ và có thể ngồi trên xe hơi. Đạo luật trên buộc các phòng phiếu mở cửa từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối, cấm cử tri bỏ phiếu bằng cách ngồi trong xe hơi. Đạo luật cũng không cho phép cử tri gửi bầu phiếu kiếm diện kể cả người trên 65 tuổi, trừ khi họ đủ điều kiện bỏ phiếu kiếm diện. Mark Elias, luật sư của đảng Dân Chủ cho biết đã đệ đơn kiện ông Abbott ký ban hành đạo luật vi phạm đạo luật quyền bầu cử. Và luật sư ở South Carolina được nhiều người biết đến đã bị bắn tại một con đường nông thôn cuối tuần qua. Hôm nay tuyên bố sẽ rời công ty luật để vào trại cai nghiện. Vào tháng sau, vài tháng sau khi vợ và con trai đã bị bắn chết phía trước nhà riêng, ông Alex Murdoch, 53 tuổi, đã bị bắn vào đầu khi đang trên đường đến Charleston và dừng lại tại một địa điểm ở đường Old Sacoachee gần Vaughanville. Murdoch cho biết là đã dừng xe lại để quan sát chiếc xe vận tải theo sát xe của ông từ đằng sau, nhưng mà chiếc xe vận tải đã vượt qua, quay đầu lại và một người trong xe đã bắn một phát súng vào đầu của ông. May mắn là viên đạn chỉ xước qua làm ông bị thương nhẹ ở đầu, và không rõ là liệu vụ nổ súng vào hôm thứ Bảy có liên quan đến vụ giết hại vợ chồng của ông và người con trai hay không. Và vụ nổ súng này đã xảy ra vài tháng sau khi vụ vợ của ông là Maggie Murdoch, 52 tuổi, và con trai 22 tuổi tên là Paul Murdoch đã bị bắn chết tại nhà ở quận Colleton. Vào ngày lúc đó thì Paul Murdoch đang chờ ra tòa vì tội chèo thuyền gây tai nạn vào hồi tháng 2 của năm 2019, làm cho một cô gái 19 tuổi bị thiệt mạng. Đệ nhất phu nhân Jill Biden đã trở lại lớp học với tư cách của đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ, đang làm việc sau nhiều tháng dạy viết và đọc tiếng Anh cho sinh viên trường đại học cộng đồng North Virginia trên màn hình của máy tính. Hôm nay, bà đã trở lại việc giảng dạy tại trường cao đẳng cộng đồng, nơi bà làm việc từ năm 2009. Đệ nhất phu nhân đầu tiên làm việc công việc toàn thời gian của Tòa Bạch Ốc Hoa Kỳ. Tammy Vigil, giáo sư truyền thông của trường đại học Boston, đã viết một cuốn sách nói về đệ nhất phu nhân Michelle Obama và Melania Trump, cho biết tất cả các đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ lâu nay chỉ trợ giúp chồng nuôi dạy con cái và đóng vai trò bà chủ của Tòa Bạch Ốc mà không làm việc ở bên ngoài. Có người là cố vấn của chồng như là bà Eleanor Roosevelt, phu nhân của Tổng thống Franklin D. Roosevelt, mắc bệnh bại liệt nên bị hạn chế trong hoạt động điều hành đất nước. Còn bà Laura Bush là giáo viên tiểu học và thủ thư thì nghỉ làm việc sau khi sinh con và không được tuyển mộ sau khi chồng của bà đắc cử tổng thống. Hillary Clinton và Michelle Obama là hai bà mẹ quyết định ngưng làm việc khi bước vào Tòa Bạch Ốc. Chỉ có bà Jill Biden, 70 tuổi, đang mở ra một con đường mới cho bản thân và những người kế nhiệm. Và thưa quý vị, dù tiểu bang Texas thông qua đạo luật về cấm phá thai sau 6 tuần,
Tuy nhiên, các vụ phá thai theo dự trù vẫn tiếp tục xảy ra và có nguy cơ gây nguy hiểm đến tính mạng của người phụ nữ. Xin mời quý vị khán thính giả theo dõi bản tường trình đặc biệt của Hoàng Trọng Thụy sau đây. Hôm nay, Văn phòng đặc trách về phối hợp hỗ trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc đưa ra khuyến cáo, các dịch vụ từ thực phẩm đến thuốc men cho người dân Afghanistan đang cạn kiệt, và nếu không có nguồn tiền mới, hàng triệu người dân sẽ rơi vào cảnh đói kém. Hiện nay, Quỹ Nhân đạo của Liên Hợp Quốc đang kêu gọi quốc tế đóng góp hỗ trợ thêm 200 triệu Mỹ Kim là nguồn tiền khẩn cấp để tiếp tục mua lương thực và thuốc men cho khoảng 18 triệu người dân. Và nếu không có, sẽ thêm 18 triệu người nữa bị ảnh hưởng. Trong số này, rất nhiều trẻ em. Vấn đề chính là chính quyền Taliban phải cần hợp tác với quốc tế, nhất là Hoa Kỳ, bao gồm việc bảo đảm công dân Mỹ được rời khỏi Afghanistan an toàn. Ngoài ra, còn phải tôn trọng các quyền cơ bản của người dân, nhất là phụ nữ, để tránh kéo dài tình trạng cấm vận đang nhắm vào Taliban. Thực ra, nền kinh tế của Afghanistan trước khi Hoa Kỳ triệt thoái cũng đã lâm vào tình cảnh khó khăn. Hầu như mỗi ngày, giá cả thực phẩm từ dầu ăn đến bột mì, gạo, xăng đều tăng. Người dân Afghanistan từng để tiền trong ngân hàng cũng phải xếp hàng dài chờ đợi, rồi khi rút cũng bị giới hạn về số tiền họ được rút mỗi ngày. Hiện nay, ngân hàng vẫn đang đóng cửa và nhiều nơi các máy rút tiền hoạt động rất giới hạn, trong khi hàng dài người chờ đợi. Trước khi Taliban chiếm quyền lãnh đạo đất nước, nền kinh tế của Afghanistan vẫn lệ thuộc phần lớn vào nguồn viện trợ quốc tế, nhất là từ Mỹ, chiếm 42% tổng sản lượng nội địa hay GDP của cả nước. Nguồn tiền này cung cấp cho khu vực công, tức đa số người dân, lên đến 3/4 tiền viện trợ. Nếu trong vòng 20 năm qua, kể từ khi Hoa Kỳ đồn trú chống khủng bố đạt được an ninh và ổn định cần thiết, thì nền kinh tế Afghanistan đã tăng trưởng và không dựa vào nguồn viện trợ quá lớn của nước ngoài. Thế nhưng, vì an ninh yếu kém, mặc dù Afghanistan có tiềm năng phát triển kinh tế, thế nhưng không có các công ty lớn nước ngoài nào dám đầu tư vì họ không bảo đảm được an ninh cho nhân viên. Tình trạng ngày nay cũng sẽ không cải thiện dưới sự lãnh đạo của phiến quân Taliban. Vì ngay khi Hoa Kỳ rút quân, các tổ chức tài chính quan trọng như Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, Ngân hàng Thế giới World Bank, Hoa Kỳ, Anh Quốc, châu Âu và Đức đều đã ngừng cung cấp nguồn tiền tặng giữ từ 20 năm qua. Các tổ chức này có thể tiếp tục ngân sách chỉ dành cho nhân đạo mà thôi. Còn ngân sách phát triển hay xây dựng thì hoàn toàn không còn nữa. Chưa kể là khi rút quân, Hoa Kỳ và chính quyền Kabul cũ đã để lại nhiều công xưởng văn phòng trống không có người quản trị, thì đất nước không có nền tảng hạ tầng cơ sở để tìm kiếm lợi nhuận, chưa nói đến việc phát triển hay tăng trưởng. Afghanistan đang chuẩn bị vào mùa thu và sau 3 tháng sẽ bước vào mùa đông vô cùng khắc nghiệt nếu không có thêm các nguồn tiền cần thiết. Không những người Afghan mà ngay cả chính quyền Taliban sẽ vô cùng chật vật. Làm gì để mà sống? Đó là câu hỏi trong đầu người dân Afghanistan hiện nay khi họ nhìn thấy chuyến bay Hoa Kỳ cuối cùng rời khỏi sau 20 năm. Một điều duy nhất có thể cải thiện tình hình là chính quyền Taliban phải thực sự thay đổi và cải tiến, nhất là vấn đề tôn trọng nhân quyền bao gồm quyền tự do cho người phụ nữ, đặc biệt vẫn phải cho phép các bé gái được đi học. Đây là một trong những điều kiện ưu tiên hàng đầu mà trong các cuộc đàm phán sắp tới về một hậu Afghanistan nếu có, sẽ được các tổ chức quốc tế đưa ra và yêu cầu Taliban tuân thủ. Thế nhưng đây là một điều mà thế giới đang còn nghi vấn. Hoàng Trọng Thụy tường trình cho Đài Little Sài Gòn TV.